À, sau đây là liên sẽ hướng dẫn cho mọi người download vô trong cái phone phone của mình smartphone một cái chương trình gọi là duolingo để mình học tiếng anh à, dành cho người việt nam thì khi mà chúng ta đăng ký cái khóa học thì mình sẽ chọn tiếng anh nhưng mà mình đăng ký cái ngôn ngữ thì là tiếng việt thì khi đó chúng ta sẽ học được cái tiếng anh mỗi ngày mình mà học bằng cái app thì học app nó sẽ uh, chủ đề thì mình không có lựa chọn được ngày nào nó cho mình học cái gì mình học cái đó nhưng mà nó sẽ giúp uh, ích cho những người mới vừa bắt đầu học tiếng anh bây giờ chúng ta sau khi mình đăng ký vô rồi mình chọn mình đăng ký mình tạo cái mật khẩu password mình chọn đăng ký xong thì mình sẽ đi vào học như tên như sau đó. mình bấm vào trong cái câu này thì nó hỏi mình đâu là một người phụ nữ thì phụ nữ thì chúng ta biết rồi đây là con gái con gái chưa có lớn gọi là girl phụ mình phụ nữ gọi là woman và đàn ông là man woman girl woman man Đó. thì cái này là nó dành cho người chưa bao giờ biết tiếng anh thì họ sẽ dùng cái hình ảnh hình ảnh là người phụ nữ thì mình chưa biết gì hết mình sẽ biết được đây là người phụ nữ và mình chọn vào woman, woman, woman. Rồi, khi mình chọn đúng thì nó sẽ um, chúc mừng mình và mình đi tiếp. bé gái, bé gái, thấy không? girl, girl, girl. tức là mình phải chia cái câu một cái từ thôi mà mình phải đọc hai vần. một cái vần là girl còn một cái vần là all o. O là all l girl 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 đó. cho nên đó, ban đầu khi chúng ta mới tập thì chúng ta sẽ thấy nó khó khăn nhưng mà chúng ta phải cố gắng bởi vì nếu mà chúng ta nói là girl girl thì họ không hiểu đó là một bé gái chúng ta phải có chữ l với sao girl girl thì cái mẹo của chúng ta là chúng ta cứ đọc chữ girl trước đi rồi sau đó chữ l theo sau. Girl, 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 girl. 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 Là nó muốn mình biết bằng tiếng Việt một cô bé gái ha. À. đó thì đó, um, nó bắt phải đúng chính xác hơn. Tại vì girl, nếu mà nó nói, A girl, thì chúng ta mới ghi số 1. Còn nếu mà nó nói, girl girl, 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 có nghĩa là chúng ta chỉ là cô gái thôi. À, cho nên đó là lý do mà chúng ta đã sai. Còn bây giờ chúng ta muốn nghe tiếp cái từ đó. Girl, 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 girl. Bé trai. Boy. 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 Trong cái từ này mình phải kéo dài nó ra. Tại vì nó bao gồm chữ O và chữ Y. Boy. Đàn ông. Man. Man. I am a boy. I am a boy. Tiếng Việt của mình sẽ bắt đầu. Ai? Ai? Là tôi. Em. Em là là thì. A, a. A một. Boy. Boy. Tôi là một cậu bé. I am a boy. 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 Chủ ngữ là tôi. I. I. Am. Am. Tôi là. A. A. Một. Boy. 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 Cái a là khi mình nói riêng còn khi mình nó nằm trong cái câu là mình sẽ đọc là ờ. Ờ. I am a boy. I am a boy. Chữ a nhẹ nhẹ thôi thành chữ ờ. I am a boy. I am a woman. I am a woman. 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 I am. am A, a woman, woman. I, I am, am woman. A, a woman I am a woman I am a woman I am a woman I am a woman Tôi là Nhớ là có cái A là một nha Tôi là một Phụ ha, Nữ Chứ không phải là cô gái tôi là một phụ nữ, à, thường thường tiếng việt mình nó hơi uh, khó khăn hơn chút là muốn cho nó nghe nó hay văn chương thì mình phải nói là tôi là một người phụ nữ, tôi là một người phụ nữ, Đó. thêm cái người vô, à, nhưng mà nếu mà chúng ta tôi là một phụ nữ thì nó cũng đúng nghĩa, girl, 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 girl Đọc chữ girl mạnh chút rồi chữ L với sao Girl. 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 Oh, chúc mừng đã thành công và được 14 điểm, là điểm thưởng nữa. Thấy cái chương trình duolingo này nó giúp cho cả thế giới học tiếng anh tủ thứ loại tiếng hết mà học bằng chính ngôn ngữ của mình thì nó rất là dễ học nhưng mà thông thường là chúng ta sẽ mau chán nếu mà chúng ta không có người học chung đó đó là lý do là vì sao còn nếu mà chúng ta có người học chung thì nó sẽ vui học nhanh còn bây giờ chúng ta tự học thì nhiều khi chúng ta lại quên ngày hôm nay chúng ta học nhưng mà ngày mai chúng ta quên thì tiếng Anh nó đòi hỏi mình phải có một cái sự đều đặn, hàng ngày chúng ta phải học cho cái não của chúng ta mỗi ngày nó thêm một số thông tin và nó bù đắp thêm và nó sẽ không có bị cái sự quên. Sự quên lãng là theo thời gian nếu chúng ta không tiếp tục tiếp tục thì nó sẽ quên. Những cái gì mà chúng ta thuộc ngày hôm nay vài tiếng sau thì nó chúng ta chỉ còn nhớ được có chưa tới 50% những cái gì chúng ta mới học cho nên là sự học đều đặn là cái điều quan trọng nhất. Thì chúng ta thử xem bấm nút tiếp tục thì nó sẽ đưa gì. Bạn đã mở khóa được một món quà ha, ô oh, tặng cho mình một món quà để kích thích cho chúng ta tiếp tục học. Thì Duolingo Plus ha là một cái dạng là dạy tiếng Anh cũng của công ty Duolingo nhưng mà nó giúp chúng ta phải đóng tiền. Và khi chúng ta học như vậy thì chúng ta sẽ là đóng tiền và chúng ta sẽ không bị xem những cái quảng cáo. Là có nhiều cái tính năng đó, đây là một cái cái chương trình mới để hỗ trợ giáo dục. Rồi, chúng ta là không, chúng ta không sử dụng nó kêu chúng ta dùng thử hai tuần miễn phí à, nhưng mà chúng ta không muốn rồi chúng ta quay lại là hôm nay chúng ta hoàn tất cái bài học đầu tiên đó rồi mỗi ngày chúng ta sẽ học thêm học thêm à, chúc mọi người cùng nhau học tiếng Anh thật là vui xin chào và hẹn gặp lại bye